Em xin chào toàn thể bà con yêu quý cây chuối. Thì hôm nay em xin chia sẻ một kinh nghiệm về để cây chuối Tây Thái làm sao cho nó đúng vào thời điểm bán được giá và cũng như là tránh được mưa to gió lớn để gây cho chuối nó bị đổ. Thì tại sao em lại nói như thế? Thì để biết nó để cây chuối như nào cho nó đúng vào cái dịp chính vụ là tháng 3, tháng 4 âm lịch, thì thời điểm là bán chuối được giá nhất trong năm, cũng như tránh được những cơn bão đầu mùa. Để biết để như nào thì các bác theo chân em sẽ cụ thể để cây như nào để cho các bác biết. Đây thì như chỗ này thì nhà em là cái bụi chuối này, thì em cũng xin chia sẻ với các bác là tại sao những cây nào em nên để và những cây nào em nên cắt bỏ. Thì đây thì như cây này, như các bác xem là như cây này thì mình để thì nó cũng bị nhỡ. Chuối này thì như kinh nghiệm của em ấy, trồng ấy, thì em thường là nếu để chân thì nó tùy thuộc vào mình chọn lựa cây như nào. Đấy. Nếu như mình mà chọn cái cây mình tiễn đi tiễn lại nhiều lần rồi, đi nhiều lần rồi ấy, thì nó sau này nó sẽ rỗ những cái buồng ra, nó vừa ít quả lại vừa là ít nải. Đấy. Thì như cây này thì em thấy là nó cũng vẫn hơi nhỏ, không đúng thời điểm thì em sẽ loại bỏ. Đấy. Còn như cây này thì nó lại giữa khoảng cách giữa hai cây này nó gần quá, cũng không để được. Em cũng xin loại bỏ này. Đấy. Như cây này nữa thì em cũng loại bỏ. Đấy. Em để cây này. Tại sao là em để định cây và để chân? Thế tiếp tục sang bên hàng bên này. Thì như cây này là nó to thì em không để. Để thì nó sẽ rỗ sớm. Thì đây như cây này thì em sẽ để cây này. Cây này thì chẹn đi chẹn lại nhiều lần rồi. Đây các bác xem, em cũng chẹn đi. Đấy, em sẽ tiến hành là để cây này. Thì em cũng xin nói là nếu như các bác mà đánh ra trồng mới thì các bác nên đánh những cây to, cũng những cây đã thiến một lần. Vì bây giờ là thời điểm nó là tháng 16, 17 tháng 2 rồi. Nếu các bác đánh những cây bé như này ra thì nó sẽ không rỗ kịp chính vụ. Vì chuối trồng thì thường nó cũng phải từ 10 đến 12 tháng nó mới rỗ. Đấy. Còn như nếu các bác mà để chân như nhà em hôm nay, như em kinh nghiệm em để chân ấy, thì thực tế bây giờ là cũng là sắp em cứ gọi cho hôm nay là cuối tháng 2 đi. Thì em để chân thì đến khoảng tầm cuối tháng 11 âm lịch thì chuối nhà em nó sẽ bắt đầu rỗ. Thì lúc đấy thì về mùa rét thì thường chuối Tây nó phải từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng mới được chặt. Đấy, thì lúc đấy thì cũng là hết bão rồi mới chuối mới rỗ. Thì tại sao em bảo là lúc đầu em đầu video em có nói là tránh được bão ấy. Thì nếu như cây chuối trong thời điểm các bác không để mà không tính toán thời gian mà nó rỗ vào tháng 7,
tháng 6, tháng 7 thì lúc đấy là đúng là mùa mưa bão, thì nó vừa lặng buồng lặng hoa thì rất dễ là gây nên đổ. Vì thế cho nên em để chuối này là em để làm sao tức là nó rỗ vào tháng 11 hoặc tháng 12, em cho phép là có thể có những cây mình để thì nó không thể rỗ đều chằn chặn được, thì có thể nó sẽ rỗ vào cái dịp Tết cũng được. Đấy, còn thì nó sẽ tránh được bão. Thì sau khi đến tháng 3 hoặc tháng 4 mình chặt xong thì lúc đấy là cũng bắt đầu chớm vào mùa mưa bão thì mình cũng đã hết chuối rồi. Đấy, em xin chia sẻ kinh nghiệm là để mầm chuối làm sao cho vừa vào chính vụ thu và cũng là để tránh được bão. Đấy, thì như hai cây này, như cây này thì em, cây to này thì em sẽ bỏ đi. Đấy, em để cây con này thôi. Vì cây con này như bây giờ cây này thì nó cũng phải cao tầm 6-70 phân rồi. Nếu trong thời điểm chăm tốt thì nếu mà các bác mà thấy nó tốt quá thì các bác có thể cắt đi. Đây, em đặt giả thiết như cây này nó tốt quá mà các bác muốn để thì các bác sẽ cắt nâng chừng đi, bớt lại khoảng từ 25 đến 30 phân. Các bác để như này, sau khi nó cũng chậm được khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi so với những cây mà mình không cắt. Đấy. Thì em cũng xin chia sẻ với các bác là về cây chuối Tây Thái này thì trồng với mức độ là một sào Bắc Bộ như nhà em ở đây thì là em trồng từ 80 đến 85 cây. Vì thằng chuối Tây Thái này thì tỷ lệ nhạy nó rất là ít. Đây, như các bác biết này, vườn này nhà em là thu năm nay là năm thứ 5 rồi. Đấy, vừa dịp mà năm ngoái em cũng có quay cho các bác biết đấy. Đây, như năm nay là em cũng đang bắt đầu tiến hành chặt chuối. Thì các bác cũng lưu ý là khi mình để chuối cây con này thì các bác cũng phải lưu ý, nhất để không ảnh hưởng đến cái buồng của mình thì các bác phải lưu ý là chuối nhà mình phải bánh tẻ, tức là được từ 6 phần trở lên thì các bác hãy để chuối con. Nếu các bác để chuối con sớm quá thì nó sẽ không tập trung nuôi buồng nuôi quả thì buồng chuối của các bác sẽ không mẩy được. Đấy, em cũng xin chia sẻ kinh nghiệm là để chuối sao cho vừa tránh được bão và vừa tin trúng vụ, làm sao bán cho nó được giá. Như nhà em ở chỗ này là em trồng là 3 sào thì em trồng là 240 cây thôi. Đây, như các bác biết này, 240 cây. Thì các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.